Alo, xin chào quý vị và các bạn, kênh tôi Ngồi Miền Tây nha. Hôm nay là mình sửa xe lu bu quá cho nên mình không có thể nào mà đi quay với anh Minh được nha các bạn. Và bây giờ là xe này là mình hiện giờ là mình đang gác lại cho nó tặng trạch thủ giao cho người ta, cho nên mình không có thể đi quay liền nha. Bởi vì ngày sửa xe này nói chung ra thì nó cũng cực khổ lắm các bạn ơi. Mà hổm thì mình hổm giờ thì nó cũng là gần vô mùa Tết rồi, cho nên là mình chuẩn bị một số như chẳng hạn như nhớt nhau đồ đầy đủ để phục vụ cho mùa Tết nha. Thường thường là ở mình thì ngày Tết người ta cũng dọn xe đồ lợi dữ lắm, tặng người ta chuẩn bị, người ta sẵn năm mới người ta đi chơi, người ta rửa, người ta dọn đồ lợi, mình cũng chuẩn bị xe người ta luôn. Bây giờ thì mình đang sửa chiếc xe này, áo sống đồ đây tùm lum tới lại hết luôn, bởi vì không có thời gian. Bây giờ mình sẽ quay cái cảnh là mình sẽ tháo bộ nội xe này ra đồ cho các bạn cùng xem nha. Bây giờ mình sẽ tháo ra, bây giờ là mình đang tháo là đang thử bóng đèn trước đi. Bây giờ mình thử mình sửa bóng đèn này trước đi. Bóng đèn này chắc có lẽ là nó bị đứt cái cọng dây dây mát này nha các bạn. Được cọng dây mát này đây. Bây giờ mình sẽ nối cái cọng dây mát này làm lại là làm đèn động bọng đồ là hết luôn nha các bạn. Ôi, đang làm đồ vuông mà không biết ông nào ông nội đây. Đang làm logo mà không gọi đi nữa. Ôi, tôi vừa gọi các bạn ơi. Tôi vừa đang gọi mình bóp lộn nút tắt rồi, không biết nó gọi lại không biết này nữa. Alo, nghe Khương ư? Vợ tao khỏe. Vợ nó đang làm lưu bu rồi. Có gì không trời? Rồi hỏi thăm tao không hỏi mà chưa hết gọi, hỏi thăm vợ tao tốt rồi. Vậy hả? Đang làm gì hả? Đang sửa xe, đang làm cái bóng đèn cho ta nè. Đang sửa mấy chiếc xe đây nè. Tết cũng lưu bu lắm. Bữa khác hả? Có nhiều vậy hả chợ? Bạn bè kỵ chợ. Trời ơi. Ôi vậy kỵ ông. Anh chợ mày khỏe không? Sao mà ngộ gì? Có nhiều không quỷ? Có nhiều vậy đó hả? Bữa nào mày đi công đi làm xa xa rồi tao gặp được con vợ mày ha. Trời ơi trời, chết với tao à. Sửa cho người ta chứ tao làm gì có điều kiện mà sửa xe tao để ăn Tết. Cái này mày tập trung vô sửa xe để kiếm tiền ăn Tết phải không? Đúng rồi, tập trung vô sửa xe. Mới coi cái clip mày quay thằng bé ở Bình Thủy hả? Sao? Tội nghiệp đúng không ạ? Cũng thấy tội nghiệp lắm quá mà ơi, nó từ nhỏ nó bệnh rồi bà ngoại nó cột giò nó lỡ không vậy đó, thấy tội nghiệp quá à. Ba mẹ bỏ hả? Ba mẹ bỏ lúc mẹ nó mang thai nó thì nó mẹ nó mới có 15 tuổi à, bởi vì mẹ nó đâu có biết gì đâu, rồi bà ngoại nó nói bị người ta dụ. Bà ngoại nó nhà làm gì vui đó? Bà ngoại nó hả? Ngoài nó bây giờ cũng 70-80 tuổi rồi thì ai mướn gì mặn nấy, mặn tỏ, mặn gác đồ ngoài sau hè đó, gãy mà. Rồi ai mướn gì làm nấy. Rồi ông chú nó đi cổng gạch đồ nữa, tội nghiệp nó lắm mày ơi. Nó hiền quá ha. Nó đâu biết nói gì đâu mày, nó cứ á không à. Nó gần nhà mày không? Thì nó cũng gần đó xuống đó khoảng
năm cây số rồi, gần nhà hàng Việt đó, bên sát nhà hàng Việt á. Sao mấy bữa xuống không dẫn tao lại thăm nó không chở? Mấy bữa đó tao đâu có biết đâu, tao cũng mới phát hiện đây nè. Hôm mày làm mấy nội dung nó tốt á, kể nó thấy cũng ít view, nhưng mà kể nó mình làm để chia sẻ động viên mấy hoàn cảnh khó khăn. Dạ, thấy cũng được. Có gì hỗ trợ bữa không, hỗ trợ là tao tiếp tục tao làm nội dung đó. Coi hoàn cảnh nào chưa có nghèo mình tìm hiểu kỹ. Phải kỹ mới được phải không? Tìm hiểu kỹ giúp cho đúng rồi biết cho tôi giờ tùm lum dân chắc tùm lum mình không biết ai là ai á. Vậy ha, bây giờ tùm lum không biết ai là ai hết đúng không? Nhưng mà ở quê thì được cái chút đỡ hơn. Ở quê thì chất lượng hơn mày ơi. Thấy thương quá. Mà mày luôn có giúp gì được đâu. Thì bởi vậy tao chứ quay tao nhờ người hỗ trợ tao chứ tao giúp được gì giờ. Có ai hỗ trợ được cho ta hỗ trợ chứ tao sao giúp. Mày quay cái chân tao quay vậy. Hả? Tao quay cái chân tao quay vậy. Kêu mày giúp chứ sao bây giờ tao làm gì có khả năng giúp. Tao lo cái bụng tao không xong nữa. Dạ. Tại thấy mày giúp tao nhiều quá rồi, thấy cảnh khổ vậy, thấy tội quá à. Coi coi mày giúp được thì mày giúp chứ tao biết sao. Gì đó. Mình lấy bạn cái đó, báo cáo nó bao nhiêu tiền đó đi. Mình báo cáo cái gì tao vận động thêm giúp cho nó. Vận động thêm giúp cho nó, nếu như mà có được, có thể trị được là mình có thể mình chữa trị cho nó phải không? Khoa thần kinh hay gì đó ở bệnh viện với Long Xuyên hay gì cũng được. Khám trước đi, ở dưới tỉnh trước đi, xong cái mình coi bác sĩ cho nó sao sao, tình hình sao, cái mình dẫn đi lên thành phố mình khám, có bao nhiêu tiền. Nhắm cái, mà báo bao nhiêu tiền, nhắm khả năng mình giúp được, mình vận động được, mình giúp nó. Như vậy rồi cũng... Xong rồi 7 triệu mình cứ giữ đó đi, ví dụ mà... chưa còn nếu đi khám bệnh thì để dành đi dẫn nó đi khám bệnh hoặc là tết thì đi mua quà gạo phần về nhà cho nó vậy ha, sách về nhà cho nó luôn ha, chứ không đưa hết lượt một ha. Đưa người nghèo mình đưa tiền một lượt người ta xài sẽ bị tán biết giữ á, xài bị hết á. Cứ đưa lần lần vậy cho ta đi, nhưng mà giữ kỹ cho ta nha. Lấy xài là phải đắp vô phải không? không được xài, tiền này không được xài, mình bị ấy luôn á. Không được xài luôn nghe. Đúng rồi, tiền nào ra đó, mình để ra đó, xong mình cứ chút 3 triệu, nói đây, nói mạnh thường quân, nói thẳng luôn, nói dạ mạnh thường có mạnh thường quân, nói giúp cho 10 triệu, nhưng mà họ dặn đó là chỉ đưa chút 3 triệu. Đó, để có mua gì đó, sửa gì đó, còn mấy tiền thì để chẳng dụng. Bé nó đi khám coi sao, coi bao nhiêu tiền, thì báo lại tao. Nhưng mà khả năng mà khám mà bác sĩ nói không chữa được, hoặc là nó như vậy, đời thì mình còn còn bao nhiêu tiền thì mình đưa cho bé thôi. Vậy ha. Để ở dưới đây thì ở quê mình thì cũng còn nhiều người khổ hơn bé đó, cũng dữ lắm. Để tao coi coi nếu như mà có mày như vậy thì tao sẽ tìm tao giúp cho họ. Đó thì mày cứ quay quay ví dụ mình thấy hoàn cảnh quan trọng là mình có sự chia sẻ, mình kêu gọi còn giúp được. Ví dụ hoàn cảnh nào, ví dụ tụi coi tụi quỷ tao còn đủ thì tao sẽ giúp. Hoàn cảnh 2 triệu 3 triệu cũng quý. Cũng quý, đối với họ cũng quý lắm đó mày. Đối với tao mà mày nói mà cho 10 triệu ở đây tao còn giật mình đây mà. Không chi đối với họ 10 triệu là quý lắm rồi đó. Lát xong cái tao chuyển cho mày 10 triệu luôn ha. Vậy là mày chuyển trực tiếp 10 triệu cho họ luôn ha. Tao chuyển cho mày á, rồi mày đi ra mày rút mày đưa cho họ. Nhớ số tài khoản tao không? Có hả? Người đời sẽ thương mày nhiều, giống như tao sẽ thương vợ mày nhiều vậy đó. Tối ngày cái đầu quỷ. Hả? Thôi lát cái xe
nó đắt rồi người anh nhà chị thiện nguyện nhiều khi chơi thương cửa xe đắt thấp thì tôi vợ tôi lo này đi này kia à gán chứ mình còn trẻ không mày. Mình còn trẻ mà đâu có cần tới mấy số tiền đó đâu mày. Thì đúng rồi, thì phải lao động chứ. Phải ráng lao động chứ. Rồi như vậy là mày quyết định sao? Quyết định là cho đưa trước 3 triệu phải không? Còn 7 triệu để đó. 10 triệu à, nói chuyện trước 10 triệu cho mày luôn. Mày giữ chứ mày, nó chuyển thẳng cho mày 10 triệu luôn. Rồi tao đưa cho tao 3 triệu thôi phải không? Rồi tới tới đây tới Tết coi coi đi chỗ bệnh được á thì chỗ bệnh, còn không được á thì tới Tết đưa người ta luôn 7 triệu đang cho ta ăn Tết luôn phải không? Đúng rồi, mùa đông nếu mà không có chữa được thì mình nhắn 2 triệu gì đó, tháng 2 triệu gì đó, mùa đạo mùa gì đó. Vậy ha. Đừng có đưa lần cục, nhiều khi 7, 5, 7 triệu gì tiền cũng lớn, mất người này mượn, chỉ mượn. Vậy ha. Vậy tao cũng thay mặt gia đình đứa bé đó, tao cảm ơn mày với cảm ơn các mạnh thường quân đó nha. Ok. Rồi đi có gì qua, đi trao tiền rồi quay clip rồi lại để cho bà con tao biết rồi, với tao biết với lại người bạn mà ủng hộ biết ha. Rồi cảm ơn mày nhiều nghe. Nha, đó là thăm vợ nha. Đồng quỷ. Như vậy là bạn của mình đã xem thấy cái clip của mình đối với bé Hoài Hạnh đó rồi nha các bạn, đối với bé Hoài Hạnh rồi mà bạn mình là đã có mạnh thường quân gửi về cho được 300 đô, rồi bạn mình bù vô thêm nhiêu nữa đó là được 10 triệu. Rồi bây giờ một chút nữa bạn mình sẽ gửi cho mình, rồi mình sẽ đi gốc rồi sẽ đưa cho trước như là bản thân mình nói là đưa trước cho bạn đó, đưa trước cho em đó 3 triệu đặng chi tiêu là ăn uống, rồi còn bao nhiêu đó thì một là mình đi sẽ đi chữa bệnh, còn hai là mình sẽ chữa bệnh không được cho bé đó thì mình sẽ gửi cho bé từ từ là một lần 3 triệu 2 triệu như bạn Khương vừa mình nói. Bây giờ cái clip của mình đến đây đã kết thúc rồi. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin cảm ơn.